Đà Nẵng, một trong những thành phố châu Á tuyệt vời nhất để du lịch. Hàng năm, thành phố này đón hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Song song với sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch, thì sự đa dạng về loại hình đi lại của du khách cũng theo đó ngày càng được tăng cao. Nhạy bén và nắm bắt được nhu cầu tiềm năng phát triển, năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải du lịch Hoa Tuấn Anh đã cho ra mắt đội xe du lịch Ngọc Tuấn, với mong muốn mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực vận tải du lịch tại Đà Thành. Tự hào là đội hình xe sang trọng, tiện nghi bậc nhất Đà Nẵng. Đến nay, chúng tôi đã trở thành một trong những đội xe uy tín và phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Trung, trải dài từ Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Không chỉ dừng lại phục vụ du khách trong nước, chúng tôi còn chuyên phục vụ các đoàn khách du lịch lớn đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đội xe du lịch Ngọc Tuấn trong tương lai sẽ lớn mạnh hơn nữa, lăn bánh trên khắp Việt Nam và vượt qua mọi biên giới lãnh thổ. Ngay từ lúc thành lập, đội xe du lịch Ngọc Tuấn đã được đầu tư bằng tay khi liên tục mang về cho đội xe của mình những chiếc xe đời mới nhất, sang trọng nhất, được trao chuốt kỹ lưỡng trong khâu thiết kế nội thất của các hãng xe uy tín trên thế giới như Mercedes, Audi, Ford, Fuso. Luôn luôn thay đổi, luôn luôn cập nhật những dòng xe hiện đại nhất là điều mà chúng tôi làm hàng ngày. Sự uy tín, chất lượng không chỉ dừng lại ở chất lượng xe mà còn được hoàn thiện hơn với đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, năng động. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sự yên tâm, hài lòng, an toàn tuyệt đối. Hiện nay, công ty vận tải du lịch Hoa Tuấn Anh là đối tác của nhiều công ty du lịch lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sông Hàn Việt Nam, công ty cổ phần du lịch Apex Việt Nam, công ty cổ phần Việt Nam Travelmark, công ty cổ phần du lịch Blue Sea, công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Golden Life. Lòng tin đến từ chất lượng dịch vụ và chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ luôn vượt ngoài cả sự mong đợi. Đối với chúng tôi, phương tiện không chỉ là phương tiện mà đó còn là cách để thể hiện đẳng cấp của mình. Hãy để đội xe du lịch Ngọc Tuấn nâng cao đẳng cấp của bạn.